Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hình ảnh giá của các mặt hàng nông sản trên sàn CBOT vâng được ví như là nhảy múa trong đêm thứ 6 tuần trước sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa phát hành một báo cáo rất quan trọng, đó là báo cáo cung cầu nông sản thế giới hàng tháng, nơi đưa ra những cập nhật mới nhất về mùa vụ, sản lượng xuất khẩu và các nhu cầu tiêu thụ nông sản trên toàn thế giới và những thông tin cụ thể về thị trường hàng hóa đang được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ được biên tập viên Hoàng Nam cập nhật đến quý vị. Vâng, thưa chị Thu Hương, thưa quý vị khán giả. Hiện nay tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, nhóm nông sản bao gồm 5 mặt hàng: đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, ngô và lúa mì được giao dịch liên thông với Sở Chicago tại Hoa Kỳ. Chỉ số MSCI Index nông sản, chỉ số thể hiện sự biến động của các mặt hàng kể trên đã tăng tới 4% trong tuần trước và lên mức là 1.230,60 điểm. Giá trị giao dịch các mặt hàng nông sản đạt trung bình 1.836 tỷ đồng mỗi phiên và chiếm đến 75% tổng giá trị giao dịch tại MSCI trong tuần qua. Trong đó đáng chú ý nhất là mặt hàng đậu tương với mức tăng 4,4% lên mức 391,5 đô la Mỹ một tấn. Kể từ giữa tháng 8 tới nay, giá đậu tương đã tăng đến 24% và chưa biết đến khi nào mới dừng lại, khi các thông tin cơ bản đều đang hỗ trợ xu hướng tăng này. Và để biết thêm các nguyên nhân khiến cho giá đậu tương tăng mạnh như vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Đăng Sơn, giám đốc đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Giá đậu tương tăng mạnh trong vòng 2 tháng vừa qua, chủ yếu do nhu cầu mua hàng rất lớn của Trung Quốc, là quốc gia nhập khẩu đậu tương số 1 thế giới. Tính từ đầu niên vụ 2020-2021 tới nay, Trung Quốc đã mua đến 17,5 triệu tấn đậu tương của Mỹ, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thêm một yếu tố cũng rất quan trọng khác đang hỗ trợ đà tăng giá của đậu tương, đó là thời tiết khô hạn tại các vùng gieo trồng chính của Brazil và Argentina. Hai nguyên nhân này sẽ vẫn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá đầu tư đi lên trong vòng 1 tới 2 tuần tới. Việt Nam không phải là nước nhập khẩu nhiều đậu tương, nhưng hiện nay đang là quốc gia nhập khẩu nhiều khô đậu tương số 1 thế giới. Đậu tương hạt sau khi được ép dầu sẽ có thành phẩm là khô đậu tương và đây là thành phần cung cấp protein không thể thiếu trong hoạt động của các nhà máy sản xuất thức ăn cho người tại nước ta. Trong thời gian gần đây, giá đậu tương tăng đã kéo theo giá khô đậu tương trên sàn CBOT cũng tăng theo và đã gián tiếp khiến cho giá khô đậu tương tại thị trường Việt Nam đồng loạt tăng rất mạnh. Tính đến sáng ngày hôm nay, giá khô đậu tương nhập khẩu tại cảng Cái Lân cho hàng giao cuối năm nay được chào bán quanh mức là 471 đô la Mỹ một tấn, tức là đã cao hơn 100 đô la Mỹ một tấn so với giai đoạn đầu năm nay. Hay là giá khô đậu tương đang được các công ty thương mại trong nước chào bán nội địa thì ở mức là 11.300 Việt Nam đồng cho 1 kg và dự kiến mức giá đấy sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới. Bên cạnh khô đậu tương, các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khác như là ngô và lúa mì cũng đều tăng giá, sẽ khiến các doanh nghiệp trong nước buộc phải nâng giá bán cám thành phẩm. Và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp và cả bà con chăn nuôi trong thời gian tới, có thể gián tiếp khiến cho giá các sản phẩm chăn nuôi như lợn, gà, bò tăng lên trong giai đoạn cuối năm này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin tài chính kinh doanh trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.